Thưa khán giả, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng, nếu không có những biện pháp quản lý, xử lý nhanh, quyết liệt, thì nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng là rất lớn. Trong đó, giới đặc thù là loại hình dịch vụ vận tải, số lượng hành khách đông, di chuyển nhiều, khó quản lý thông tin hành khách. Dịch vụ vận tải công cộng đang trở thành nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không có sự quản lý và kiểm soát tốt. Tuyến xe buýt liên tỉnh thành phố Cao Lãnh đi Vĩnh Long, hành khách lên xe đều phải đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn. Đặc biệt, một quy định mới đối với hành khách đi xe buýt trong thời gian này là phải cung cấp thông tin nhanh để nhà xe nắm, thuận tiện truy vết khi cần thiết. Lên xe thì phải đeo khẩu trang, rửa tay mới lên, chứ còn không có thì không rước, ai cũng mang hết rồi mình thấy vấn đề yên tâm. Theo ghi nhận thực tế, nhiều người dân đã có ý thức khi tham gia giao thông công cộng. Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải cũng kiên quyết không phục vụ những hành khách không thực hiện các biện pháp phòng dịch. Do xe buýt là một loại phương tiện công cộng rất là đặc thù, là cái lượng khách lên xuống rất là liên tục, nên cái tình trạng mà quản lý dịch bệnh thì rất là khó. Đối với việc đeo khẩu trang của hành khách mà trước khi lên xe, thì nếu mà nhân viên mà không có thực hiện tốt cái công việc này thì sẵn sàng có hình thức xử lý. Trong quá trình vận danh thì luôn luôn phải đặt cái yếu tố là hoạt động kinh doanh nhưng mà phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đồng Tháp có trên 50 xe buýt phục vụ 10 tuyến liên tục, mỗi ngày vận chuyển hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cũng đã bố trí các tổ công tác thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý phòng dịch tại các bến xe. Loại hình xe buýt nói riêng là một trong những cái loại hình mà có nguy cơ lây lan ra dịch bệnh ra cộng đồng rất cao. Thì chính vì vậy mà Sở Giao thông Vận tải ngoài các biện pháp chỉ đạo theo khuyến cáo của ngành y tế, thì đặc biệt đối với xe buýt thì Sở Giao thông Vận tải đã có những cái chỉ đạo riêng biệt, nói là bắt buộc phải có danh sách hành khách đi trên phương tiện để cần thiết là phải truy vết, nắm được cái danh sách để cung cấp cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Chủ động đề cao cảnh giác, không chủ quan trước các nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây là một trong những biện pháp mà Đồng Tháp đang thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.